Người chức trách của Tòa Bạch Ốc suy đoán nếu mà không có sự giúp đỡ của Quốc hội. Và sắp tới đây có khoảng chừng 100 triệu người trên Hoa Kỳ sẽ bị nhiễm COVID-19. Đó là trong cái mùa thu và mùa đông sắp tới đây. Tính ra như vậy là khoảng chừng 30% số người trên Hoa Kỳ sẽ bị nhiễm COVID. Đó là cái tính của con cũ, chứ không phải một cái con mới. Hiện tại ngay bây giờ, chúng ta nhìn về hướng Đông Bắc, số người bị nhiễm con mới bên đó đang tăng lên. New England, New York, New Jersey đang xảy ra. Tính ra trong lúc này đang nhiễm tăng trong vòng 3 tháng rồi. Cộng luôn nhập viện thì cũng đang tăng. Số người nhập viện tăng lên cấp đôi tính từ hồi tháng rồi tới bây giờ. What's this surge in cases? Well, the... Hiện tại ngay bây giờ, lý do gì mà COVID nó đang tăng lên như vậy? <laughs> Theo của nhà chức trách, nói cho biết có nhiều cái cho nên mới trở thành bị tăng nhiều như vậy. Đó là về khẩu trang. <laughs> về COVID-19 thì giảm xuống. Còn cộng luôn trong lúc này có con việc biến thể phụ Omicron đang tăng lên nữa. Trong lúc này, ông Tổng thống Hoa Kỳ đang kêu gọi Quốc hội hãy đồng ý cho về cái số tiền cho con việc tắp tới đây, đó là 22 billion dollars. Đó là số tiền để giúp cho về con việc ông tổng thống hoa kỳ nói với tỷ như quốc hội không có chịu làm gì đó về sắp tới đây nó sẽ bị càng tồi tệ thêm nữa về con việc theo tòa bạch ốc nói nếu mà không có tiền của quốc hội đưa ra sẽ không có đủ tiền để mua thuốc ngừa chích kế tiếp nữa

và nếu không có sự giúp đỡ của quốc hội thì số người chết sẽ tăng lên số người nhiễm cũng tăng lên